Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cái món giá hẹ xào thịt ba chỉ. Và cái món này cũng rất là đơn giản, dễ làm và nó cũng không có đòi hỏi nhiều thời gian. Sau đây xin các bạn theo dõi cái phần gia vị đi kèm. 300g giá, 100g hẹ, 150g thịt ba chỉ, một chè tép tỏi, một thổi gừng và ba trái ớt cay. Tiếp theo sau đây thì mình cần phải rửa giá với hẹ bằng nước muối. Thì như các bạn đã thấy ở đây mình có một cái thau nước ở đây, thì mình cho vào một muỗng cà phê muối. Sau đó thì cho giá với hẹ vào rửa, rửa xong rồi thì mình xả lại một hoặc hai lần trước khi mình làm cái bước kế tiếp. Rồi thì tiếp theo là mình cắt cái phần gừng tỏi với lại ớt thành những cái miếng vuông vuông nhỏ đó các bạn. Rồi mình dập cái tỏi ra xong rồi mình cắt nhỏ lại như thế này là được. Gừng thì mình cũng sắc ra thành cái lát lát như thế này, xong rồi mình sắc nhỏ lại các bạn. Còn phần ớt thì mình cắt ra những cái khúc tròn tròn vừa thôi, không có cần phải nhỏ lắm nha các bạn. Và ớt này là ớt cay, còn nếu các bạn không ăn cay thì làm ít thôi, hoặc là dùng những cái loại ớt không cay nha các bạn. Còn đây là cái thịt ba chỉ thì nhớ mình nên lóc da bỏ nha các bạn. Rồi xong rồi mình thái ra những cái lát mỏng mỏng như thế này là được. Rồi thì tiếp theo sau đây mình sẽ pha cái phần nước sốt để mình xào giá đó các bạn. Thì đây mình cho vào là nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê tỏi, nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê nước tương và một muỗng rưỡi cà phê dầu hào hoặc là một muỗng canh lưng lưng đó các bạn. Rồi thì mình cho vào đây là một muỗng canh bột bắp và 2/3 chén nước. Xong rồi mình cho vào trong cái tô này quậy đều lên. Thì như các bạn đã thấy nó có cái nó chưa có ấy, thì cố gắng mình quậy cho tới khi nó tan hết cái những cái bột này, xong rồi mình để sang một bên nha các bạn. Rồi thì còn riêng về hẹ thì mình cắt khúc khúc dài như thế này các bạn. Bây giờ bắt đầu mình xào giá hẹ thì trước hết mình cho cái chảo lên trên lò và cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu. Rồi sau khi dầu nóng lên xong rồi thì mình cho thịt ba chỉ vào trước các bạn. Rồi thì bây giờ thịt săn lên rồi mình cho gừng tỏi với lại ớt vào các bạn. Thank you.
Rồi thì bây giờ mình cho giá vào. Các bạn cẩn thận khi mình xào, đừng có xào mạnh quá làm bị gãy giá nha các bạn. Thì nếu các bạn lắc chảo được thì lắc, còn lắc chảo không được thì mình cũng làm nhẹ tay thôi để cái giá nó không có bị gãy. Rồi thì khi các bạn khi thấy cái giá nó vừa xèo lại đó các bạn, thì nó trở màu nó trong lên đó, thì lúc đó mình sẽ cho cái hẹ vào. Thì như các bạn đã thấy bây giờ ở đây cái giá mình nó đã trong rồi thì mình cho hẹ vào các bạn. Và đồng thời mình cũng cho cái nước sốt mình vừa pha vừa rồi thì mình cho vào chung luôn thì để mình xào. Và trong lúc này hẹ với lại nước sốt mình cho vào thì khi mình xào xong cho tới cái phần nước sốt nó đặc lại thì mình đem xuống các bạn, thì tại vì hẹ mình không có cần phải xào chín lắm. Như các bạn đã thấy thì hiện tại bây giờ cái nước sốt đó nó cũng đặc dần dần lại rồi. Rồi thì bây giờ mình chuẩn bị mình múc ra dĩa các bạn. Rất là thơm các bạn. Như các bạn đã thấy thì mình cũng vừa múc ra một cái dĩa giá hẹ xào thịt ba chỉ ở đây, nó rất là thơm ngon và cái món này cũng rất là dễ làm và ăn cũng khá ngon, đặc biệt nhất là trong cái mùa hè nóng nực này các bạn có thể làm cái món giá hẹ này ăn nó rất là mát cho cơ thể. Như vậy thì cái video chia sẻ các bạn làm cái món giá hẹ xào thịt ba chỉ của mình hôm nay đến đây đã xong và chúc các bạn thành công. Nếu như các bạn yêu thích cái video của mình hôm nay thì xin các bạn vui lòng chia sẻ để mọi người cùng làm. Và trước khi khép lại cái phần video này thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi cái video và ủng hộ kênh của mình. Bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Bye bye!